bóng đá Thái Lan và cuộc khủng hoảng chưa đến hồi kết. Nhiều năm nay, bóng đá Thái Lan luôn là nền bóng đá dẫn đầu Đông Nam Á về nhiều mặt, trong đó có cả cơ sở vật chất thuộc vào loại đa dạng nhất, hiện đại nhất. Thế nhưng, đã hai lần AFC cảnh cáo bóng đá Thái Lan về chuyện các sân bóng chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á năm 2020, mà Thái Lan dự định đưa vào sử dụng chưa đạt yêu cầu, cho dù giải đấu chỉ còn khoảng nửa năm nữa sẽ diễn ra. Lần thứ hai trong vòng ít tháng, Liên đoàn bóng đá châu Á cho biết sẽ tước quyền đăng cai VCK giải U23 châu Á của Thái Lan, nếu như vào tháng 10 tới đây, khi phái đoàn của AFC trở lại, các sân bóng ở đất Chùa Vàng chưa sẵn sàng. Các sân bóng này gồm Jazzer Mangala ở Bangkok, sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi, 700TH Anniversary ở Chiang Mai, 25.000 chỗ ngồi, Tin Unon ở sông Cờ La, 35.000 chỗ và Thammasat ở Pat Um Thani, 25.000 chỗ. Đấy đều là các sân bóng có quy mô, từng được tổ chức các trận đấu quốc tế của đội tuyển Thái Lan, nhưng hiện bị cảnh báo là chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn diễn ra các giải đấu cấp châu lục, quả là điều bất ngờ đối với giới bóng đá Đông Nam Á. Cũng từ lâu nay, Thái Lan nổi tiếng là nền bóng đá kiếm tiền giỏi nhất khu vực. Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT là một trong những liên đoàn giàu nhất, có ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Nam Á, trên bình diện quốc tế. Thế nhưng, FAT hiện nay lại thể hiện nhiều yếu kém đến không ngờ. Việc ELV Akizani Sin Ozer Chot không đồng ý với các điều khoản mà FAT đưa ra, trước khi tạm thời từ chối ký hợp đồng làm ELV trưởng đội tuyển Thái Lan, đã vô hình chung chỉ ra những mặt chưa chuyên nghiệp trong cách làm việc của FAT. Để rồi, sau động thái lắc đầu của ELV Nisin O, FAT dù thể hiện sự giàu có của mình, khi sẵn sàng nâng lương của vị huấn luyện viên người Nhật lên mức gần 1 triệu USD năm, vẫn chưa thể khiến ông Nisin O hài lòng. Trước đây, Thái Lan hầu như chưa bao giờ loay hoay đến thế trong việc bổ nhiệm ELV trưởng cho đội tuyển quốc gia. Trước đây, FAT từng chọn được các ELV đến từ châu Âu tên tuổi hơn nhiều, nhưng cũng không đến nỗi vất vả như lần này. Đội tuyển quốc gia mất giá trong mắt các ELV cả nội lẫn ngoại, giải đấu do mình đăng cai có khả năng bị tước mất nếu bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á năm 2020, Thái Lan cũng sẽ mất luôn cơ hội xin đăng cai VCK World Cup U20 năm 2021, nơi họ đang muốn trở thành đồng chủ nhà với Myanmar. Các đội tuyển liên tiếp thất bại ở các giải quốc tế, bóng đá Thái Lan chưa bao giờ dối đến vậy. Thiện nhân, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.